Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay bạn cũ sủ có tác cái mương cá lóc á. Cái đó gọi là cái mương thì đúng bạn ơi. Cái này nó cũng hơi diện tích nó cũng hơi nhỏ đó, gọi là cá mương. Gà cặp theo nhà bà ngoại á. Hồi đợt rồi mình cũng có quay clip mấy anh em mình kéo lưới mà. Kéo 4 tấn cá lóc á. Đó, cái mương đó đó. Thì bữa nay á thì cũng sủ cũng quẩn quẩn nè. Nên quyết định tác cái mương đó để mình bắt hết cá lóc luôn. Bữa đó cá lóc còn sót lại nhiều lắm. Mà trời thì cũng đang mưa nữa, không biết sao nữa. Cái mương đó thì củ sủ á, vừa rút bọng luôn, tức là mặt bọng nó cao hơn là cái bí ở ngoài con gạch đó. Nên tranh thủ nước nhớ cạn nè, nhớ sáng này nè, mình rút. Rút nó xả nước ra cho nó mà nó ra. Không biết sao, không biết chừng nào nó cạn đây, không biết nữa. Mình thì đang ở ngay chân bến phà Sáu Vẹt nè. Mà mưa tầm tã luôn. Cúc với mình thì không có mưa, mà cúc trên đây mưa. Mình đang đợi phà qua. Mua cái này là tới công chuyện rồi. Đợt rồi anh em mình đón cũng còn mớ cá lóc á, cũng khá là nhiều á. Do mình kéo lưới đó, nó đâu có hết được. Đợt rồi mình quay mấy anh em mình kéo lưới cá lóc, còn ba cái cô chú mấy bạn xem mê á. Ồ cá lóc bành bành không à. Năm nay thì cũng chủ cá lóc á, nuôi á, thì số con á, thì không bằng năm trước. Nhưng ngược lại cá nó bự hơn, bởi nặng ký hơn, bởi vì bù qua đó xét lại thì cũng đâu vô đó à. Đợt rồi nhưng cũng khoảng 4 tấn cá lóc á. Còn một mớ với ao nữa, mà giờ không biết là còn bao nhiêu nữa. Tại vì bữa đó mấy anh em mình kéo lưới đó rồi nó động đó, rồi nó chúi với mấy gốc chân mình đi đồ này nọ đó, dấu chân á. Bởi vì không biết còn lại bao nhiêu nữa, bữa nay tát hết luôn mới biết được. Phà giờ cũng ngang qua tới, mình đợi nãy giờ cũng qua tới. Mưa quá trời mưa. Cá lóc nuôi nè, mấy cô chú mua về rồi mình gọng khoảng một tuần lễ cho nó săn chắc lại, thịt ăn rất là ngon. Hôm bữa mình cũng quay clip nhà mình nấu thu nó nướng chui bằng cuốn bánh chén đó, ăn ngon lắm. Cá thiên nhiên thì bây giờ ở chỗ mình nó đâu còn nhiều đâu, nhờ cái lượng nhà cá nuôi nữa. Mình bù qua đắp lại rồi kiếm rồi ăn rồi này nọ cũng được. Đúng vào mùa mưa này tắt luôn đúng núi thì chắc ngủ lũ à. Con bạn ngủ mới thức dậy, con ngậm bình sữa đã. Thức dậy là vậy đó. Ngậm bình sữa là ngậm có lệ thôi chứ có sữa đâu giống đâu. Ghiền. Thức dậy ngủ dắt đầu hôm phải không? Là uống bình ngủ tới sáng luôn đó. Phải không chỗ? Ôm cái bình chụp nút cái rồi. Cười cái cười giao kiếp ơi. Chào ông bà đi. Chào ông bà cái ơi. Chào. Bữa nay ba cũ về với mẹ nương có tiền nữa rồi, cười như vui quá. Giỡn hoài hoài. Mà cái gì hoài mới chi nương. Cứ thường ông kiếm à. Ngủ gì cái máy mà nghe. Anh hai nó nói ngủ gì cái máy gì đó. Ngủ xíu hết à. Nó tắt hầm. Bắt cá lóc. Ngồi vô coi bắt cá lóc. Miss chi nương mình ba mới chạy xe đạp đi ngang đây. Tiệm quá ba mua gì miếng nữa. Mua xăng hả? Đang rút vừa rút bọng mà vừa bơm motor nè sáng giờ. Nhưng
nhưng mà chưa cạn nổi, bởi vì củ sủ đi mượn cái máy của Đại Cái Hồng kìa, bơm nó mới được. Chứ mà cái này chứ sợ một phần nữa là mình sợ trời mưa, mới quất cơn mưa xong rồi nè, còn đóng dũng mà mình bơm một motor đó nước yếu quá mà gài gặp mưa hoài à, nó đẩy thêm cơn mưa lớn nữa mà tát biết chừng nào mà cạn. Nên củ sủ cũng đi mượn cái máy của Đại Cái Hồng máy á, vô mình bơm cho nó mau. Với lại mùa nước nổi này mà mượn cái đường này nè, là mấy ngày nay đã ngập luôn á, đi tới đầu gối luôn coi nè. Mấy cô chú coi nè, trước nhà ta mà nước nó ngập vậy đó, ngập bình địa luôn, nước giờ đang cạn đó nha, nó còn vậy đó, ngập mà nước lớn nữa thôi. Gấu đường đường này mình đi mà ngập tới đầu gối. Củ sủ tát cái mương này nè, dạng mình vét hết cá lóc luôn, hết cá lóc luôn để còn vài bữa nữa đó xử lý ao này nọ thả cá mới. Chạy chạy cái máy cô le cái thằng thiên đụng à, hiệu bà già nè. Hồi kia nó sát khô rồi cái còn cái này nó vô mộ với mà bị mưa nữa bà già hả? Với lại mưa này mà mưa này, biết nào cản. 2 giờ mấy thì bà già nó không queo nha, 3 giờ mấy cũng chưa nữa. Đường vô trời mưa đó, rồi 4 giờ mấy bà già đã nhóc nó cái trần. Tao lấy kéo bơm tao bơm điện mà. Máy là hàng cổ à, cô Lê Tư á. Đồ cổ. Nó bơi. Ủa cái mương này cá còn nhiều lắm nha, thấy con mấy quá kìa, con nheo mặt nước quá trời kìa. Nắng nó chứ gì. Ừ, nắng nó điểm tiền mỏi tay luôn. Trời ơi, để cái hộp gì thôi rồi lấy con để chó rồi con. Dạ. Ăn sáng nội cơm đó, bà già vợ mua đó. Mua sáng giờ mới ngủ thì vậy. Chưa ăn. Đó, ủa mấy cổ cũng ngon trời. Má hàng cổ mà giật cũng nổ ngon sao. Ôi trời ơi, cái chạy luôn. Ở nhà đâu có cái chứ á. Mà ông già sau này ông lấy ra ông xịt sâu á. Cô Lê Tư nè. Ừ. Cái chạy luôn không? Cái một chạy vậy. Ừ. Trên. Ừ. Hàng cổ để lâu rồi vậy dựng cái một chạy trời. Khi Hùng cái chép được rồi, với Đại Ca Lộc mình bơi vô lãi vô. Với Trường hả? Vậy tưởng đâu Đại Ca Lộc chứ. Ủa còn hồi cá lóc sao vận chuyển rồi mà lấy cái ghe gì vậy hả? Ủa cái ghe đằng kia hả? Ủa ghe đằng kia, ai đằng kia bà nữa? À vẫn ghe chở cá lóc hả? Vậy sao? À đúng, phải gọng cái ghe đó cho nó sống chứ. Chế miếng nước vô hả? Cá lóc này mình về mình để mình ghe chứ đâu dám thả bè. À, nhưng mà Hoa để vô ghe chứ. Còn nhiều cá lóc nữa đi luôn. Ồ. Công đôi chuyện luôn hả? Cái thằng ơi trời. Tao lại cũng bay luôn. Ừ, kéo con vợ lại đó lên. Ủa sao không lấy cái xuồng à, cái xuồng cầm xích kia cho nhẹ chạy. Cái xuồng trước á. Vậy hả? Cái xuồng đó nó nhẹ hơn. Xuồng lúc trước mua đi dân lứ đó bạn. Mà lắc sao này lắc quá không dám bơi xuồng dân lứ luôn, cái xuồng đó đó lắc quá trời lắc. Mày nữa. Ôi có chừng lên nhà, lên nhà luôn. Trời ơi, nó đi vô mấy em mua dâu tây cóc gì ổi gì táo lum.
mình đem cái vỏ lãi xuống ngồi bắt cá lóc không, mình để vô cái vỏ lãi này cho tiện. Ê cái gì cắn mày? Ê bể gạch kìa. Cái vỏ lãi 100.000 tỷ bạc của cậu Năm đó. Trời. Nó quở vô quất vô gạch là tới một chuyện. Mấy cái máy để lên cái vỏ lãi đó rồi mình bơm. Ồ động coi nó chạy nó chuối kìa. Nhiều lắm á. Cái này là xong. Xong rồi xuống. Hai ông bay đẩy tới mấy giờ? Thôi thiệt đi. Hai đứa bay. 2 giờ thì nhiều. 10 á? 2 giờ rồi nói chuyện mà. Không có quà chào không? Được không, lúc tôi vừa đi về thấy anh chữ té cầu vậy mà. Chuyện qua cổ chủ đi đám dỗ về bấy sấy luôn. Máy cô le tư mà. Lớn hơn thiệt chứ bộ. Cái chân hai chân quay ăn hùng nó đẩy từ từ lên, đừng có đi kéo xuống mà đẩy từ từ lên á. Bực. Hùng mà đẩy lên đừng kéo xuống. Mà kéo xuống chú nhủi luôn à. Mấy cái hầm cá người ta nuôi lúc nào cũng vậy. Khoảng trước khi mà làm cái mình nuôi cá mình mướn cái ao á là người ta phải mướn con bê tao múc vậy nè. Bây giờ bê cái gì ao cá nào vậy, mấy cô chú thấy nó có bờ giật dữ lắm, họ múc cho cạn sình luôn, cạn bùn luôn á thì nuôi cá nó mới đạt. Cái mương này thì cũ chủ tát xong rồi nè, thì vài bữa nữa trước khi mà thả cá giống là mình phải múc sình ra hết, hút sình á, hút cho nó hết sình luôn, bắt đầu mới xử lý vôi đồ này nọ các kiểu rồi mới thả cá được. Mà lần này chúng chưa biết cũ chủ thả cá gì nữa, cá lóc hay cá hồng. Lóc nữa hả? Hàng bè trong trong ao này nuôi mưa nuôi luôn hả, giống kiểu quệ hả? Trời ơi. Ngoài cá cái gì? Trời ơi thứ dữ luôn. Ngương bây giờ là thấy chơi luật thầy đó thì thả lò cá hồi xưa không? Giờ tận dụng luôn. Ủa mái cổ thì vẫn phát một chạy không có chép. Dữ dằn thì chứ không bằng dữ dịch. Để vậy giật thử vậy. Không giật thử rồi con cá nó một chạy luôn. Nó chui với mấy dấu chừng chứ. Cái này cái bờ cao quá nó tắm nước lên nổi người ta. Tới còn viên phụng mua bên chợ. Chua không? Chua còn ngọt. Mà chua nhiều hơn. Trời ơi, coi cái camera cũ sủ đó kìa, gắn kìa, gắn này gọi cái gì đi trời. Không gọi coi tối nè, tối á thì coi sau nó có bò lên cây đâu nhiều con. Thứ gì cao gà gắn. Thằng Hùng cái dép bắt cá lóc kìa. Chui vô bào đó hả? Lụm không? Lụm. Mày bắt phải bóp cho cứng liền dứt khoát liền. Ừ, đó. Ủa cá lóc bạn ơi. Đã chưa? Mương chưa cạn có cá lóc rồi nè. Đúng như cá lóc luôn rồi con gái. Cá lóc thiên nhiên làm gì được vậy? Con nào? Ô con đó gần ký lô. Nó lóc xuống kìa. Kiếm gì rộng chứ không? Bỏ phi coi bay chắc chắc đi không là ai mà. Rồi. Rồi. Nó văng. Con đầu tiên của Hùng bắt là đã xảy rồi. Chút nữa không bắt được con nào đó. Đúng hả? Có đẹp.
Ờ, còn đó nữa hả? Nó vui trong bao dữ vậy? Nãy chạy lên mưa quá trời mưa, tưởng tưởng đâu là rồi bữa nay mưa cả ngày tát biết nào kẹn ngày hên sao mà tạnh mưa. Cá lóc mày bắt gì đâu mày mới bóp lên nó đem lên tới mặt nước là nó phóng ra vậy nó bay cá lóc là khi mày bóp là tao bóp dứt khoát. Ủa khoát mà không chạy vậy thấy chưa, ăn cổ có khét hay không cô Lê Tư? Đúng, anh có khét cũ như vậy đó, thật khét chạy không à. Dạ ờ, để không có xài nữa, để giết chợ nó khét không bán mẹ nữa. Nhà con như ba con còn cái này nè chạy ngon lắm mày. Ừ. Lâu lâu ông đem ra ông giật ông tứ xịt sâu á sau vườn á mày đi qua giúp nguyên bởi mày đổ đồ đó. Dạ. Bây giờ mấy cái máy này cũng còn vàng hàng hiếm đó ngoại, giờ đâu còn nhiều đâu. Ở đây con thấy có bà nào bán rau củ quả mà cũng còn đang xài nè. Ở ngoài sông Tiền nè, dưới bên phà Sáu Giạc nè. Dạ thấy bà chạy bán đồ ăn vặt á, bà chạy cô Lê Tư nè. Ủa cá lóc này nó đội kìa. Nó lên liền. Hàng cổ có khét thấy chưa. Mấy cái máy bây giờ mấy cô chú thấy mới mới vậy đó. Nhưng mà mình để lâu quá mà cũng giật đi. Là mình giật cái buổi trời mới chạy á. Rồi chụp đàng hoàng bay. Hay quá. Hút xanh lên luôn. Bơm nó thì cho nước nó ra vào đây nữa. Tôm gai nó qua mùa nước lũ rồi nè, nó gạch này nói chung nó cũng nước cũng cạn nhưng mà nó không cạn hung á. Cái gỗ á mà nó phải cầm á. Mùa nó nổi ở miền Tây mình mà. Rồi có nhà ông nước nó không tới nữa kìa. Hai ông đang nấu. Cho nó chạn ra đây. Còn cái bên đây là cái motor điện á. Dội đây nè. Mà dội này nó tát yếu quá, lâu cạn quá, sợ trời mưa hoài này tát không biết nào cạn. Nên nó mới lấy thêm cái máy nữa. Vừa bơm motor điện mà vừa bơm máy luôn. Còn hồi khuya thì bà ngoại bà cũng có xả mặt bọng ra, bây nước nó cũng ra hết một mớ rồi. Chứ không hồi là gì, cái mưa này nó linh láng lắm, nước nó vô á. Tắt hoài ta. Hàng cổ khác hay là nó hút sình quá vô hút đóng nè. Cái hút sình vô nặng quá nó tắt. Ủa, ủa cái lóc phóng kìa. Nhìn mấy cảnh mà tát mương này á, mấy cô chú lớn tuổi là nhớ rồi. Nhớ cảnh hồi xưa mỗi lần mà tới Tết á, khoảng 25, 26 Tết á là bắt đầu tát mương. Lúc đó ở miền Tây mình thì ai nhà hình như nhà nào cũng vậy chứ. Lúc đó ở đó ai cũng có mương thì nọ tát chứ. Bắt cá lóc nè. Rộng nó để dành ăn Tết. Còn bây giờ thấy cảnh đó lắm. Giờ một phần nữa là cá đâu còn như hồi đó đâu mà tát. Ừ, cá lóc. Hồn cái chép nãy giờ đứng ở đó không có mấy con rồi đó. Đứng chứng tỏ cái mương này cá còn nhiều lắm. Để hồi tát cạn cạn mới biết được còn khoảng bao nhiêu ký. Cá lóc nuôi nè thì năm nay được cái là nó được giá cao hơn năm rồi. Năm rồi giá có ba mấy à, mà năm nay được giá bốn mấy. Với cái giá thành mà cá lóc có bốn mấy ngàn thì bán nói chung là người nuôi cá ai cũng có lợi vậy đó. Cho cá lóc thường nó rơi vào khoảng 30, 34, 35 là mình có lợi rồi. Mày bỏ nó có nước không, nó hùng nó ngụm nó giờ á. Cá lóc nó thấy chứ trời nắng nắng nó mang ngụm lắm. Chỉ có cái chè là thôi, lò cá đó nó sống dài dữ lắm.
không cần nước đâu, chứ để mương này nhiều khi cái từng lễ nó có không chết nữa cái tre á. Hả hả? Rồi đợi cái đọc mới vô à? Thử thử. Khán giả ngồi đợi nữa ha. Thứ gì chịu nổi không? Mày săn con cà ghim mày lên ướt cà ghim mày hết. Mời cô chú anh chị. Gào gào chép ra. Mời cô chú anh chị. Ăn vặt. Cái máy cù lè này sao chạy nó hụt xăng xíu tắt hoài à. Nhưng mà cũng chú anh chị rồi nghe nó đã hàng cổ có khác mà chạy chạy xíu hơi tắt cho nghỉ ngơi rồi chứ. Già cá rồi, quá yếu rồi đó, rồi xịt nó kìa, ngạt mũi rồi. Ồ, nào nó ăn xe ghi nữa là trời ơi, thứ gì chịu nổi nói với bà nương không? Sẵn này mời cả nhà nha. Chịu nổi bay vô liền chạy nhìn nó ăn chứ mà. Nhìn nó với bà nương ăn chúng chảy một hồi lưỡi chứ. Mời cả nhà. Sao chua dữ vậy? Ngồi chua. Vậy em nhìn bà nương thấy ăn ngon lành như vậy? Trời ơi, ngon. Trời ơi. Ừ, cái này gì nó chua không ngộ mẹ ơi, nó chua. Này mùa mưa với chua sao? Ừ. Nằm về thùng. Rồi lấy bộ bài ra đánh ngồi quỳ gói đi trời, để cái áo cạn. Nửa tiếng nữa thôi mới cạn nổi. Ừ. Ông đừng ăn mấy cái dâu đó, dâu chua lắm. Ông chạy ăn vô là ông miếu mặt luôn á, chua quá. Quá gì chua. Rồi nữa rồi, tắt nữa rồi. Nó thức mà thấy nó còn ngậm mình sữa đắng á. Chắc chút nữa là nói với bà ba cũng lại vậy. Bà ba này bắt cá, thấy bà cảnh bắt cá bà mê lắm mà bà có cán. Hả? Thấy ngủ hả? Thôi là có motor điện nó cũng đang bơm nó cũng đỡ. Tưởng đâu ra đi ngoài chị Hai ngoài đó, chị Hai cặp nó phải. Đó một chuyện luôn rồi, hết hơi luôn, giật hồi hết hơi luôn rồi. Cái cô le, le từ này nó không chịu giặt thôi, nó giặt cũng tới một chuyện luôn, không có giỡn. Đó. Xăng nó không qua, chạy xíu ngọc. Chào quên bị ép. Chạy ra đây. Là này cái tắt. Nãy giờ mua này gắn này tao càng mẹ. Thì đó, cái chạy xe đép. Mua ống bình minh hả? Ống xe đó. Ống sụn máy được rồi. Có nguồn tờ chà bá lửa đây nè. Có xe mà không chịu lọt đi.
mưa không quá? Không. Sứa hả? Ở ngoài nhà, ngoài bẻ cho hai cái tim thôi. Mà số này tầm dòng. Ủa, dạ. Đúng rồi, dựa, đúng rồi. Mấy da bự không hai? Ủa, dựa trong chỗ hai. Tôi cũ cũ cắt sủ ra tay nè. Chơi tôi cắt thôi. Đệ tử nói rồi đó, giật chiều nay nhậu không nổi luôn kìa. Vậy. Đệ tử ông có nói chiều nay ông giật không hồi, chiều nay ông nhậu không nổi kìa. Ủa sao? Cái này cái gì dài ra chút. Đâu cần như dài con vòng cũng được, chứ gần hết cái vòng tua đó chạy. Quẹt hợp phức. Hử? Ghê không? Ở quẹt mua bên Malaysia đó, mua dầu thơm của Mỹ. Không xong rồi Đại Dương ơi, Đại Dương. Ông còn cái cô la tư nữa hả? Mà cái kia lâu quá không chạy hả? Cái này nó đã cổ, cái kia còn cổ hơn nữa. Chịu đời cho nổi không? Ông quảng cáo mà mình cũng chưa biết, ông nói cái máy để lâu quá không chạy mà không biết máy gì đây bạn. Và coi thử cái hiệu gì đây. Bếp chính. Nhà của mình đó đó, đối diện nhà bà ngoại. Bữa mấy anh em mình cũng bắt chuột đây nè, vui thiệt chứ. Phải công nhận mà đây chuột nhiều thiệt quá. Không ít người bắt với chuột nhiều. Nhà con út mình đó hả, nước nó ngập lên láng luôn. Tại vì nó ngập phía sau nữa, sau đó cũng có con gạch nữa đó. Con gạch đi vô ngay răng nó thông vô mà cái cầu mình thường quay lúc mà trên đường vô bè các bạn. Đó, con gạch này nè, nó chạy thông rồi đó đó. Từ đây là thẳng vô đó rồi bắt đầu nó lòn vòng vòng cung qua nhà ổng. Nha, chứ phía trước dám con gạch, phía sau cũng dám con gạch nữa. Hình như cái này có máy sau này mà. Mấy ông đá. Mấy ông đá mà. Ừ. Tưởng đâu máy cô le 7, cô le 9 thì tới một chuyện nữa. Mấy ông đá thì được. Mà nó để lâu rồi kìa, mới sao chứ. Trời ơi, nhìn cái máy rồi cũng biết. Cũng biết là biết nhiều lâu mới không sử dụng tới. Bụi nó đóng tùm lum hết trơn. Để vậy này đi. Để này thử đi. Để này thử đi. Thử thì giật thử đi rồi hả ta? Giết hả gốc. Chứ rửa lại á. Máy này chỉ rửa rồi. Máy giữ. À, biết hàng cổ rồi đó. Máy này mới hơn. Đâu có luôn mà. Đưa ông ra thì nghĩ được rồi chạy lại máy à. Em cô Lê Tư đưa lên bờ rồi chịu không thủng rồi. Nhẹ rồi. Ủa xăng sao chảy dữ vậy? Nghiêng qua cho nó xuống chứ nó chạy cái là mình thấy mình tâm thêm. Để cái lượt cái gì á? Bánh thằng ơi, cái lượt sang còn nằm chóng. Cái vàng láp mà cái tay cầm gì đó, có ông mười xíu.
ai có sức khỏe nhiều nhất đó giật. Hàng cổ mà. Nó tắt rồi mà. Cái mà em lọc là thường là gan ngược thì đè xuống anh lọc, đè xuống chứ không phải đè lên. Nếu mà gan ngược nha, cái đó nếu mà gan ngược là đè xuống. Đó gà đó. Thường mấy cái bơm nước thường nó gan ngược không à. Chứ gan xuôi nó chạy tuôn sao. Em lấy tù ba. Chạy gà mốc ơi. Ông đi lấy đồ cà lê không hạ gió. Gà mái ông đại lầu thì cũng ngon chứ, mới giật ăn cái đầu tiên rồi chạy là cũng ngon chứ. Ông đi sợ gió. Hàng cổ sẽ khó khát. Cái máy rồi dưới bỏ mấy rồi thứ hai một người mấy cái giọt luôn à. Giật mới chạy rồi đó cả nhà ơi, nãy giờ cũng khoảng gần cái tiếng hồ. Do con chuột á để lâu ngày rồi vô trong đó, đó nó cắn cái cọng dây mát, nó chạy cọng dây mát trong đó đó, bởi vì nãy giật có buổi trời nó không chạy, mở cái phía dưới cái nắp bình xăng á mới thấy được cọng dây mát nó bị chuột chui vô cắn luôn, chạy luôn trong đó, mới đây kèo quắn đồ lại mới xong nè, nãy giờ mò cái mương này cạn rồi, gặp trời đang chuyển mưa đang kịnh tới nữa. Chốt. Chào cả nhà các ơi. Dạ ông, dạ ông bà cái nè. Dạ ông bà cái ơi. Dạ ông bà. Cái gì? Nãy giờ mấy anh em mình nói cho tới tiếu vui mỗi người như cái đó chuyện nha, tát show show nước là nhà cạn. Lì lại bà ba không phải à, nãy em đi dép gì cho ông bung xuống gì mà siêu quậy, nãy đòi dép gì cho bung xuống gì mà. Quá trời rồi, gió thổi. À gió mạnh luôn vậy đó, hồi mây nó bay hết trơn à.
chứ mà gió mà hiu hiu hồi tới lại là cũng mưa. Hai chốt bữa nay nó không thèm qua ông beo luôn rồi, níu rồi kìa. Đó, không qua chờ. Chết đi nha. Chết đi nha, không chết chuột nha. Cục vàng để đâu đâu? Cục vàng để đâu chị Búp ơi? Cục vàng để đâu chị Búp ơi? Đâu? Con mẹ. Vàng để đâu? Để đâu? Cục vàng để đâu? Cái máy chạy giỡn hoài. Quýnh cho hai bà dùng miếu hả chợ. Quýnh cho hai bà dùng miếu. Mì gió hả kiếm coi. Thôi, ờ coi nè. Gió quay bà dạ. Gió nè. Chốt. Mì gió vô không nè. Mặt coi. Đâu cục vàng mà nổi đấy đâu. Cục vàng đấy đâu. Cục vàng đấy đâu. Ôi. Ủa giọt liền. Cái máy này nãy giờ em hư được. Cái mương này nãy giờ tao bắt cá lóc rồi gầm gầm rồi. Ủa máy này mạnh ra nó lên pha pha nè. Cái mương này thì nó cá trắng nó không có hả, cá có là cá lóc ăn cho nè. Còn lúc trước anh em mình tát mấy cái mương cá chẽm với cái đường hồng giống rồi thì cá trắng dữ lắm, cái mày dinh rồi, cái mày rảnh rồi á. Còn cái này mà mương mình nuôi cá lóc ít cái nào có cá trắng lắm, lóc vô nó quất sạch trơn. Nguồn dừa của bà ngoại này chuẩn bị cái cày rồi, ngồn cái chép nó vô đây nó mâm me hoài cái nguồn dừa này nè. Làm cái gì lấy dao làm gì, điện thoại hay bắt rồi quẹt quẹt mà làm gì vậy? Đâu lụm liền trong thời gian chờ đợi bắt cá lóc làm gì, còn trái để mất công lên que cô độc không. Có chừng nó rớt xuống mương nữa, không công sống dưới nữa. Dạ. Này nãy giờ không sao không cạn rồi. Hả? Dao mà ngoại mà hàng cổ rồi mà. Tại nó dao lục. Ở giờ bà ngoại cái là hai người uống bô phê luôn á, nước dữ lắm. Giờ vậy hả? Hả nhiều rồi đi lấy đất từng cho hai đẹp. Mụn chặt cái dừa đấy. Nó chặt cái dừa thấy thèm thiệt chứ. Dừa còn non cái gì mà. Ủa cái dừa vậy còn non ta? Chặt chưa hết cái gáo rồi nứt rồi non không giờ nè. Nói không nhận dừa này nước ghê hồn chứ gáo nãy giờ rồi. Lọt vô cá, bỏ vô ca rồi mẹ ơi. Mương chuẩn bị nó cạn rồi nè. Thấy cá lóc nó lội thấy kỳ rồi nè. Thấy sóng lưng nó đó mấy con rảnh nè. Chút xíu nữa xuống bắt được rồi. Chắc khoảng 15-20 phút gì nữa. Nó lội thấy kỹ cho rồi nè. Giờ nó đang gom xuống cái dũng dưới đây nè. Đó lội vật cụ không có lóc bành bành không à. Đợt rồi á, củ sủ tát cái ao bằng đợt trước á nha, hồi năm rồi á. Còn sót lại khoảng mười mấy con cá lóc á, rồi không xử lý ao trơn rồi.
anh Trự mua cái giống á là thả vô luôn, bởi vì mấy con cá lóc bự còn lại lúc trước á nó quất mấy con cá lóc nhỏ sau này á, bởi vì cái đó là cái lý do mà đợt rồi kéo cá cái số lượng đầu con hơi ít là vậy á, cũng vì phần đó mà cá nó thưa đó, bởi vì cá nó bự. Ồ mấy con kìa, lội kìa, đó mấy con ở đây nữa nè. Gom nó dũng trên đây cũng nhiều ha, còn mình đây ở đó bự ra nằm trên đành. Mấy con đó không cả ký luôn á, chuẩn bị bắt được rồi. Nãy giờ thì mấy anh em cũng lót cái dải mũ với cái xuồng à, lót cái dải mũ với cái ghe dưới á, để hồi mình bắt cá mình gọng vô đó đó. Vì thường sáng mai khoảng 4 giờ mới giao cá này cho xe đông lạnh cái mối là lúc trước á, còn lại mới này giao luôn sẵn củ sủ, có xích cái bè cá cũng có bán cá đưa hồng dưới bè nữa, rồi mình gom chung luôn á, bán lần luôn. Ủa con còn đây nè, chà bá đây nè, bữa nay tắt cái mương đông đủ quá trời, dân võ quan ngồi bánh ngự dân mến này. Con còn này, ồ hai con luôn, sát bè không, sát bờ. Cái hàm cá lóc này phải được vào cái dịp mà gần Tết á, bán nó ngon lắm. Gần Tết thường á, bây giờ gần cá lóc đồng cũng ít luôn, tại vì người dân thường họ gần Tết họ mua cũng vài con gọng đó để dành nước chui đồ, nó chua đồ á, ăn mấy ngày Tết. Nãy giờ mấy anh em cũng cầm cụi này nè. Thấy cái dải mũ bạc đó, ngồi mình bơm ít nước vô cho cá lóc nó sống. Ghe này ghe của chú Hai giật tật á, ghe chở thức ăn ổng á, bữa nay không có chở thức ăn bởi vì mượn cái ghe của chú Hai giật tật. Tính để vô cái dèo nhỏ riêng, nhưng mà cá lóc này mình để qua đêm nó phóng dữ lắm, nên phải rộng trên cái ghe đó đó. Chứ hồi mình để mấy ông cổ thủ để cái dèo nhỏ, căng cái dèo nhỏ riêng ở dưới cái bè cái hồng đó, mình rộng đó con cá nó mạnh hơn, nhưng cái cá lóc này nó phóng lắm, nuôi bè nó phóng ra ngoài hết à, chịu không thủng đâu. Mày chặt cây với vợ không rồi bỏ dao bỏ rồi đây luôn hùng cái chép. Nó ăn nó ngủ bà cố mà chịu hổng. Thì sư phụ nó nhậu, nhưng khi nhậu cái hồng cái xét, còn nó nhậu toàn là gà gì à, sầu huyết, dẹ, sầu lông, hào rồi nó kêu nó không mập. Chim. Lâu vậy nè. Mày nữa. À giờ bắt đầu mấy anh em tôn xuống rồi là bắt cá rồi, cạn rồi. Có cây búa. Trời ơi coi thằng cụ, coi cụ sủ động cá chạy kìa. Khỏi căng lựa thôi, lựa cá nhỏ lại thôi. Có ơi xuống thôi, trộn chạy về bè lấy hai cái vợt vô xúc cho mau, chứ cá lóc này mình bắt nó cũng hơi lâu á, xúc với mau dễ hơn. Ở ông Hai tù sọt xuống ha, Missy nương cái gì với bả là bắt cá là bả bỏ bái nhất. Bà ba nhiệm vụ trên đây là lựa. Dễ ăn quá ha ông Hai. Để chuẩn lấy hai vợt vô kìa, xúc cho mau dễ.
Ờ nó chạy ngay ngay. Trời ơi đi đụng vò luôn chạy. Cái này đúng có gì chỉ có giật thôi. Giật dễ quá không. Con này nó bự nó bang ra nè. Trời ơi chạy má ở đụng vò không nhảy lùm chơi chạy. Trời ơi cái này bác. Để nhà lại chờ nó vô lấy cái giật mới được. Vậy đây anh con vỏ dữ vậy. Trời ơi đổ đi nó đụng vò nhóc chân chảnh ở dưới vò nè. Này dưới đây nè bác. Phóng rồi nè. Đó 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 đó. Manh động ra. Thánh thần đụng ơi gì đâu nhảy gì đây vậy. Nè con cá lóc nè. Đó cái phành đó đó. Mày nha bưởi. Lên bờ mày, lên bờ mày, lên bờ mày. Đó, chạy đâu cho thoát nha. Mày hả mày? Cậu có lóc tay cầm không giáp không vậy? Ôi trời ơi, gian. Quá trời con lóc mà. Trời ba lửa. Mày bắt con giả làm sao đó không? Tao có con tay tao lụm nè không? Hắt vô bùng lên cao á. Tại vừa lấy vợ vô lâu quá hả? Cái đám con đó không mày? Đúng hả? Con ở đây nè. Mày dí nó lên cho lên trên cao chờ hùng. Trời ơi, cái con đó lụm ra. Con đó lụm ra, hắt nó lên, hắt nó lên. Hắt lên, ừ đó. Trời ơi. Ủa đây rồi, ba con nữa. Góc cành cành không, khổng lồ. Kệ trượt đem mấy vợt vô kệ xúc cho mau. Có một cái hả? À, hai cái hả? À? Đúng không? Trời ơi, coi ngồi cái chết quá, cái lóc. Ồ, ngay bắt con cà bá lửa nữa. À, con này không? Thấy cái sọt kia lại. Còn con này không? Ồ, con này khổng lồ, nội nó bự. Ồ, xình nó văng tùm lum hết trơn. Quá trời bận, con ham không? Bành bành không à. Được cái vợt trong hai nó kìa tròn rồi không xúc cho mau. Cái giả ngồi chảnh ngự chân á. Trời ơi cái vợt nó động. Sao cái vợt kỳ vậy? Cái lỗ lủng cái gì đó. À không thằng dây trai ơi. Cuột lại. Cái lỗ đó sao lọt được. Cái đó có lủng không kìa. Cái lỗ cũng nhỏ mà sao lọt. Cuột lại mới được. Đó vô đó. Bắt cái vợt dễ hơn. Vậy hồi hùng cái chém nó xúc lia lịa kìa. Rồi mưa luôn. Ờ đèn con này không hay. Lụm liền không hay ơi. Lụm nó liền. Đó. Nó mày con coi mấy cái con này nó lại lội á trường. Mày chặn cái đầu nó vô luôn à. Con mồi nó bắt khó lắm. Mấy con nào nó lại lội mình chặn cái đầu đó. Ố vô kìa. Ồ hôm nay em lụm tay thấy còn ngon lạnh hơn không đây đó. Trời ơi trời. Không ai quá.
quá trời không biết chụp con nào luôn. Đây con nè, đó đây con rồi. Mày hả mày, nằm im để anh làm việc cơ coi. Cặp tay trái khó bắt. Ở đó nó gọi. Xuất hiện ở lụm. Không ai đây lụm con nữa nè. Ủa con này nó bự rồi à. Trời giờ rồi. Mày phải bắt bài bán lên Hùng, để xảy hoài á. Nó xuống vô vợ hả? Cái sọt cao cao lên, bỏ đi chân cao cao xíu tròn cái đó để dụng nước nó phóng ra ngược lại hết à. Cái sọt bên đây cũng nhiều nè ông cậu. Ở đó cái bự đó, cái bự đó. Con hồn cái chế nó bắt này nha. Cái vợt đâu rồi? Ở cái vợt mà nó bỏ đằng kia. Tiếu chứ. Đó không hài hứng vô kìa. Ủa cái đó không hài quá, không mới vớt vô bự ghê hồn trời. Con đó cẩn cái gửi có mà. Mạnh cây. Còn trên bờ thì mình xúc lên đó, đó rồi cho đại ca lọc ông trời tung tơ ông rửa. Chị Năm, chú Năm như thùng với chị Nương rồi á. Thì mình lựa cá ra. Mấy cá nào mà khoảng 300g rất loại rồi. Lựa ra mình bán cá chợ. Còn mấy cá nào khoảng 400g trở lên á thì mình bán cho ta xe đông lạnh. Còn Hùng, Hùng chém gần cá. Đừng bắt đựng con nữa. Ồn con lóc giữa mương nó bự con kè. Chào bá lửa. Đó vô trường. Bỏ vô bao để đỡ phóng ra. Mấy xì nường mình thấy ham quá bạn xuống luôn kìa. Đó lụm gạo liền. Ở con còn dây nữa chưa? Cái chậu bông nè, cái chậu đen đen á. Đó còn nữa đó. Đó con về. Đó. Cậu tác mà được, tác được mấy cái mương mà thiên nhiên mà cá lóc được nhiều như vậy còn gì bằng mà. Cái này chỉ có cảnh hồi xưa thôi chứ giờ dễ còn cảnh này. Kiểu cái lóc mà lóc thiên nhiên nha. Con lâu nhiều giờ tát cái mương nhầm khi chục con, 20 con là dữ lắm. Ở với mình thôi khỏi nói rồi, tát cái mương nhầm khi không có con nào hết á. Cái sạc thì nhiều. Ủa cá mập rồi. Cá bá lửa. Trời ơi, còn cái chén nó bắt cái gì nó dụng lên tới đó. Rồi, phóng luôn rồi.
mà lỡ nó mà gần gần nó mày hắt lên cao á hồn mày dễ bắt hơn. Thật sự giờ ngoài chứ sớm đây nãy giờ giúp ổn hết quá trời cá gom trong đây. Chú thấy còn nó đâu chỗ này nữa nè. Ờ à, chết tới chứ con còn đó đó. Đó nhận chạy. Đó rồi. Cái gom là cái dũng đó đó. Rồi giờ cái dừa. Chạy ngờ ngờ kìa. Đó rồi, chừng. Rồi. Kìa nó ban lại không hai kìa. Đó, hai là bán vô á. Thử. Máy nó cạn vợ bụng nó đóng vô. Kẹ con trên bờ nó bự như gà hùng đó hùng mày hát nó lên dễ bắt chết đó cái dưới đó xảy hoài đó gọn phóng luôn kìa đó ờ đó nó hát lên là lụm mà chạy đâu cho thoát chạy. Cái lóc đùi đúng có khé không nhìn con nào nấy mập tù lù một khúc. Có một con vậy là lần hai đây đây con nữa nè rồi cũng chạy ngược bên tay trái mẹ nè lú kỳ đó hùng hùng đó đó lỏng liền ù đã thiệt trời không bỏ vô bao nó phóng ra ngoài nữa. Rồi biết gì đâu kìa. Rồi biết gì đâu hai con luôn. Để mình ra tay tiếp phụ rồi. Cái giận ông đâu ai đó. Ở đây con. Nè đây con này không ai. Mày giờ mình lấy đây nè, đem sọt là đắng mà dục vô găng văng ngoài lắm. Nè mai nè mai mai. Nè nè. Thì đó lú kỳ đó. Nó chịu chuối. Ở đây rồi mày đang con. Ngập ú vô mày. Ủa nãy giờ con quá trời đem lên mấy sọt rồi đó. Kìa hai lụm con kìa nó bự kìa. Nè con này lội nè chết với mình chỗ chỗ này sâu dữ vậy mình bắt cá lóc thì đỡ hơn do cái nền ao này nhận lên đất sình nó chỉ phủ một lớp mỏng ở trên nè còn dưới đất sét á cứng nhắc à phải đỡ chuối á hai không kéo đem đánh đem dẫn cho mấy bà dẫn lựa ra. Thấy lú kỳ đây nè mày mày coi coi lú cái đầu nó chặn cái đầu nó dễ hơn gõ nhóc chân con này bự nè chuối rồi. Mong là trời đừng có mưa. Đây những mưa đang kịnh nè. Mấy màn hình nó hơi tối tối một chút. À, có vô con nào đâu. Vậy bên chợ hồi nãy dục cái ống nước xuống cho giữ vô. Dụ cá lóc nó vô.
chạy. Trời ơi, gọi chú Khương phóng ngược ra chạy. Được không? Đó, trời ơi, chào bá lửa kìa. Ảnh bìa. Đó, thộn cá bự không? Ồ, chạy động chạy kìa. Ủa, chú Năm Giao Thông bắt lụm chào bá rồi. Vui quá bạn ơi, cả tháng mưa vui không? Đây nè, chạy ra đây nè. Nè, lú đầu nè, lú đầu nè. Lú mày, một con lú. Còn con tài một không hai à? Vô. Nè, con trên bờ này chết chứ mình chắc. Chạy đâu á, đừng chạy mày, đừng chạy, đừng chạy. Ủa chạy tiêu rồi. Ở đây, đây. Ủa, nó khôn dữ thằng hơn. Cứ giật cái túi nó hơi ngắn quá, cá lóc nó đụng vô nó nhảy ngược ra. Phải túi dài xíu dễ bắt. Con này bự nè. Rồi. Quá trời ơi, giờ nó cạn dễ bắt rồi nè. Ủa con kia nó vượt tới kênh luôn kìa. Chạy đâu cho thoát chứ anh cưng ơi. Nè ông hai. Ủa con này chà bá lửa luôn nè. Nè đây con nữa nè. Chạy đâu cho nó, trời ơi. Chạy đâu cho thoát chứ anh. Đó hàng không mẫu mực nè. Quá trời cá lóc nó bự. Quá hồn chứ. Dãy tùm lum nó chơi xịn quá. Ở đây nữa. Mày nó mày nó. Trời ơi. Quá chắc xịn. Đó, đó, đó. Rồi, hai gồm cái chết. Hả? Ông Túng á. Mày nó bưởi. Cái kẹn này dễ bắt nè. Nay ông vừa bắt mà ông vừa túm đống nguyên cái bao cá nhét vô liên hồi nha. Đây con nè, lú kỳ. Để coi cái đầu nó hướng nào. Trời. Đó đó đó. Kỳ, hình như hướng này ta. Mày hả bậy. Chạy đâu cho thoát chứ anh. Quá trời ông hai ơi. Ngay bắt một bao luôn rồi nè. Mày giật mãi rồi mà mới cách giật mà giật thì khác hoài à. Tao giật khác có khác có chúng mày không? Mày giật mày không biết cách giật chân giật cá phóng ra hoài. Giật người ta lựa cái chân động cá ta xúc. Tạo nó hướng nào đây trời? Đây hướng này. Thấy không? Xúc bánh phát bánh trúng không? Còn Hùng với Cường nó không biết cách giật của giật chứ còn gì văng ngoài không? Cá này khôn nội ơi. Ngồi con. Missino chọc nó liền. Đó 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 đó. Đó cá lên bờ đó bà nó. Con bỏ ngồi vậy hình vô nhắc cái nhóc cho luôn quá không ai. Rồi đây con này dễ xúc nè. Bắt đầu chờ giờ á. Trời ơi móc ngược là chạy khôn. Ở đó ông hai lại ông đó ông hai. Lục. Trời ơi nó văng má ơi mắt trong nguồn xình không à. Xình ơi, văng vô mắt. Vô mắt rồi bà Nương ơi. Ra mày
quất vô mắt rồi chết. Này con này dễ bắt nè, cái đầu chạy giờ nè, mày chạy đâu cho thoát vậy anh? Ồ lụm luôn, chui vô háng mới chịu à. Chui vô háng coi con nào bự. Đây con nữa nè, hai con chui vô giò mình nè. Mày chui vô giò tao mày. Trời ơi, sảy rồi, sảy rồi. Trời ơi, sảy rồi. Chạy ra trái đó mà, tay phải tao lụm nó rồi. Thôi chú làm gì đâu kìa, gom đằng đằng góc không chập đánh rồi. Nè nè nè, tốt. Ồ cá lóc hồng chép nó bắt bự kìa mày. Rồi ủa hụt cái dép kinh nghiệm ta. Cỡ cá lóc đâu vậy? Cá lóc mày bự cái đó luôn hả? Thứ gì chịu nổi không? Ở lại chú Năm đó chú Năm. Ở nó bu lại chú Năm động lên đó hai ba con kìa. Mày chưa? Không bắt bằng tay không luôn nè. Vô mày vô. Nó chùi xuống mấy dấu vò gà đụng dễ bắt lắm, nó chúi dưới mà đè đầu nó người lụm mà. Còn mấy con này trên mặt nước nó hơi khó bắt mà nó chạy. Con này nè. Rồi. Rồi ăn con cho đó nữa kìa. Đó còn nó chuối ra, chuối dễ bắt á. Cũng hên là lớp dưới là lớp đã cứng á. Chớ gặp cái mấy cái mương nào mà mấy cái mương bùn nó đi rúng tới đầu gối là bắt cá lóc thì khó lóc, khó bắt lắm, nó chuối dữ lắm. Mày hả mày? Chạy đâu cho thoát với anh? Mập hồ đồ uống năng uống nụ nàng một khúc. Quá hả trời. Còn đây con nữa nè. Đây con, đây con chú giò, chú đạp giò đó rồi. Rồi. Đâu? Trời ơi, có hồn cái chép kìa. Bự. Bằng kỳ. Đây con cái gì. Trời con này mới kêu to khổng lồ nè. Trời nó giật mình. Chạy đi. Đây siêu to khổng lồ. Khổng lồ siêu to. Có dịu cho đem nắng Hồng ơi. Đây con nữa nè. Mày chạy con này. Chạy quá trời vậy. Lụm. Lâu đâu. Rồi. Ôi. Chạy mày. Chạy. Nó chạy tùm lum á. Đây con nè. Thấy làm động nước nè. Cho đi dưới chỗ là bờ rồi. Chạy ngược lại à. Đây con. Nè.
con này đi với giò mà. Chạy đâu cho hết với anh hả cưng? Ê, tính chậu hót các bạn ơi, lộm liền mấy xí đơn, lộm liền. Ngồi xuống mà nó còn chui vô, nó sợ qua luôn. Rồi ngồi xuống nó còn chui vô, nghe bà đương nói tiếu. Trên đây thì đang lựa cá ra, rửa cho sạch sẽ. Ồ, nhìn sọt cá thấy em không? Có chân chợt à? Lội dưới nó nhóc trời. Rửa cho nó sạch sẽ chứ không hồi nước nó đóng lẹn chứ không biết. Với cái ghe đó tối nó sợ cá nó đóng mạng ngủm. Bởi trước khi mình thả cá xuống ghe mình rửa cho sạch sẽ. Hả? Có mấy con thấy con bự lắm mà. Thôi đi đại lòng á, còn nhiều lắm mà sợ. Đúng rồi, cá là khu già. Con này kiếm mấy gì nữa, quá trời cá nó bự. Mấy cá để dành nước chui hay nấu chua ăn cũng ngon rồi. Hay kho, kho gắt tiêu rồi lên á, hay nấu cháo. Cháo nhất là cháo gò đắng á. Thêm miếng gom này nọ nó khỏi chê. Nghĩ chắc khoảng 300kg à. Không mà đi với vợ thấy còn đạp nó còn chạy nhiều lắm. Chỗ cái gì ngủ ở chợ hả? À, không lại coi cá bắt cá lóc nữa sao? Bắt cá sao đây, chỉ cho ông bà cô chú cái xem coi. Nhìn mặt buồn ngủ rồi, mắt người mở lên. Nãy giờ mấy anh em bắt cũng khoảng trăm mấy chục ký nữa, nó còn chối dưới nhiều lắm. Cũng hên ghê đó, là mấy cái mương ta nuôi cá vậy nè, cái nền đất đó, cô chú em nè đó nhắc à, bởi mình bắt cá nó cũng dễ chứ gặp mấy cái mương mà trong mình mà dạng nuôi lục bình này nọ thôi rồi bắt là khoảng 300kg cá lóc này chắc thì chịu không nổi đâu, bắt biết nào sao không chuối á. Nãy giờ sơ sơ tính ra cái mương này khoảng 300kg cá lóc á, mà đều là cái cá lóc bự bự luôn á. Nãy giờ không bắt hết trăm mấy rồi, còn chắc còn khoảng trăm mấy nữa. Trời ơi, hùng nó dục cá lóc kìa. Thứ gì chứ nó bắt được hai con mới chịu á. Rồi luôn, mưa lâm râm luôn. Cá lóc con hùng nè bà con cô bác ơi. Con cá lóc con hùng cỡ đó đó. Phải phải luôn, gạch luôn rồi bà Nương ơi. Ống xanh đi đi. Cho xuống gạch luôn đi. Ngồi nữa là cá lóc của nó đó. Đời nói chứ. Còn con nó bóng lên mặt đập luôn nè. Không bọng. Con còn bự chui nó không vào lãi hết. Này giờ ăn trường với mấy xi nương lọc rồi rửa cá mà ba bá ẩm chuột gì đắng rồi. Nói trong vô lãi nó nhiều lắm á trường, chú vô mà vô lãi á.
cổ nó còn con ghê các dữ. Nó phóng con trên đất rồi kìa, dễ bắt rồi kìa. Mày hả bưởi? Không nhận bữa nay bắt cá lóc đã tay luôn, tại bắt con nào nó bệnh bệnh không à, cái ký vô thôi. Ồ con này ông cũ nó bự kìa. Cái gì chịu nổi mày, cột con dây thôi cho đây ta kéo lên thôi, lỡ lên đó lên luôn đi mày ơi. Dây nhỏ kéo nó nặng lao tay. Sao nuôi con nào nó giống như bà Rương trời. Nuôi chủ chứ. Rồi phải giống chủ chứ. Chủ hả? Ở đó luôn á hả Thảo? Phụ nữ mày xong tiền này còn bị liệu còn cứ giữ không bạn ơi. Ồ, cái lóc con nào nó mặc lù. Trời quá. Cái lóc đó mấy con có phải để dành phải gần cận Tết ngon ghê, để dành nó nướng chui, nướng chui thầm tha ít mỡ hành rồi vô gắt ít đậu phộng lên nó cuốn bánh chén thêm rau sống này nọ nữa. Ừ, nghe tới mà chảy một hồi lưỡi ha. Con hùng có chém được gần cá lóc đó kìa. Tứ rửa những cái này nè. Đó con băng lại đây nè. Mày hả bưởi? Chạy đâu cho thoát. Đó không hai bàn tới rồi đó. Lộn liền hai ơi, đó. Nó nằm trên đỉnh cái đá không? Ông hai bắt dính để mình xuống. Nằm im để anh làm việc nha cưng. Đừng có manh động. Nằm im đó nha. Trời ơi, trời chạy đang trời luôn kìa. Con còn chú ở đây nè trời. Ờ, cái chân tay con, bên phải chút xíu. Ờ, đó đó. Lụm nó điện, đó. Còn con chạy rồi. Mấy cái lóc này nó bự mạnh quá khó bắt. Ồ, cái lóc bự rồi, nó bự kìa. Ủa cái vợt nãy đâu có teo ta? Nè đây nè. Dạ con biết xúc đó, chú xúc bắt chúng mà cái vợt đâu rồi. Nhỏ rồi. Ở đường ngủ. Lại con không biết xúc. Thấy chú không? Chú xúc quá, còn lụm, chú xúc lụm mà. Trời ơi, xảy luôn. Có tùng vô chỗ lãi nghe cái bùm. Cái đầu nó hướng nào ta? Đầu hướng cái này nè. Cái kỳ ấy. Nè, con này dễ nè. Trời ơi, nó phóng mạng nội ơi. Mày phóng là mày phóng mà mày phóng mà mày phóng mà mày. Trời ơi, gì? Nó dễ sình không? Lụm gạo hai ơi. Chạy đâu cho thoát. Nãy giờ nó có lên trên đó không mày? Chừng nó lắp lên đó. Chú Năm vậy thôi, giờ chơi bằng chọc, chọc nó luôn giống như cái nôm á. Bự hả? Ồ, bự thiệt mà con, cái này không cầm mà không giáp luôn kìa. Nhà ngáp nữa nữa. Trời ơi, nó manh động quá. Trời ơi, không cháy. Tức.
đâu cho hết chứ anh. Gỗ sủ hết góc. Hai câu lên đó luôn kìa. Lụm như gà. Hai con. Nó sốt một phát luôn. Bụng quá trời mà ba. Con này bự nè. Vượt vượt tay vượt. Trời chạy không à, chạy lên chúng năm với thùng nè. Có lú kỳ không? Có. Lụm liền không? Ờ ôm nó luôn, ôm nó luôn. Nhìn mặt, nhìn cái biểu hiện đó. Gâu. Tao hướng lại cho mày nghiêng cho nó chạy ra không? Tao có con tay sao vậy? Để trường lại cái hướng cái sọt kìa. Mày trường lại cái hướng cái giận đây nè trường. Giờ hứng ống hồn hả trường? Để thằng hùng kia nó dở cao lên. Từ từ để thằng trường nó hứng vô cái đã. Rồi. À được có một con, một hai con. Trời ơi, dình văn nội ơi. Xình quá xình. Gọi là cái dũng này dữ lắm nè. Nó nằm hơi hay rồi vẫn lụm nó chỉ ra thôi. Ta hết tay rồi. Cái chỗ đó bùng quá, bùng bắt hơi khó đó chú quá. Có hai chồng với trường người đã. Còn cái bao sao mà kéo bao lên không nổi vậy? Thứ gì chịu nổi? Dạ cho bắt tay vậy? Trời ơi, miễn không? Đi ơi, lấy cái thuốc á mau. Tiểu thuốc á. Lấy cái đàn thuốc kìa. Miễn à. Thì sao chợ nữ với lại cũng cái chi trời. Đợi hai lại nè. Đợi hai em kéo lên bao lại luôn. Bắt con hai hết tay à. Đợi chứ nè mày ông hai này bỏ vô cái bao của ông hai này rồi ông đem lại luôn. Bà lấy miếng miệng bỏ ra trong hồi đi tới luôn hồi giúp chở nữa. Miếng miệng bỏ chưa? Trời ơi. Chăng cái đường đi độc địa. Có dẫn miếng miệng đó nha em hai. Cái gạch nó bén dữ vậy. Cầm đi. Rồi. Trời ơi, cái đó mình nhận thôi hay đã không? Khiêu khích tao mày. Khiêu khích tao hả? Chết. Cái vợ này phải được cái túi dài dễ xúc. Một con. Hai con. Đợi
đầu chỗ này luôn nè. Rồi hôm nay bị giữ thằng ôn trời. Gom là cái hối này quá trời ơi. Vô giật tao luôn mày. Vô bốn em. Em này hên dính không? Ngâm em. Con này lú đầu nữa gì vậy? Mày lú đầu hả mày? Sao em? Đẩy nó giật luôn rồi. Cái giật luôn rồi. Ôi ôi mà bao anh chả. Chuyện nóng quá. Mày xúc vô một giật cái lô hồn mà đem lên dễ. Nó lên để cống cống nó dữ lắm á. Bên này đúng rồi, đúng cái cầu bắt mỗi tay thiệt. Cái gom lại đây nhấp chân nè. Nước cạn rồi, bây giờ nó gom chỗ này coi á. Nó chú phía dưới cái bây giờ lãi nhiều lắm ạ. Này nhô nhô luôn, phải nói không đây? Cái này đắt. Nè cục nhô nhô luôn. Nó mày hả mày? Ôi trời ơi. Rồi con hồn cái chép nè. Nó bắt cá lóc mà nó để vô cho cái áo á. Nguyên một đụm chà bá lửa luôn. Ờ có bầu mấy tháng gì vậy? Quá trời luôn cái bụng đó kìa. Nó để một bụng luôn cái lóc. Hôm nay là em lụm đi lẹ nhanh cho táp lẹ gì đèn chớp không. Đúng rồi, trong đời mình tuy rằng trong tuy rằng là cái lóc nuôi bạn, nhưng mà thật sự trong đời mình là nào giờ tát cái mương á bắt cá lóc á nhiều. Này là lần đầu tiên cá thấy cá lóc nhiều vậy luôn á. À, lúc trước thì mình kéo lưới thì nọ không nói rồi, còn nói về tắc mương á, nói riêng về tắc mương á, đúng là lần này bắt cá lóc mỗi tay thiệt, không ngờ quá trời cá lóc vậy. Đi gần cá lóc nuôi không, nhưng mình bắt cũng sướng sướng tay lắm. Cá nào nó cành cành không à. Tính vậy tính ra hôm bữa mấy anh em mình kéo lưới này còn sót lại cũng nhiều chứ. Nãy giờ sơ sơ không à, 200 mấy chục ký rồi. Chắc hết cái mương này chắc khoảng 300 ký cá lóc á. Ồ còn chuẩn xuống cái hàm không? Giờ còn lại mớ à, hết nè, nó gom lại chỗ này không à. Còn ngoài kìa. Còn cái ông nữa đông hai. Con còn nổi cái đông nữa đó. Con nổi cái chặn tàn đó. Cái đầu gió, đầu gói ông kìa đó. Con khùng nó bắt kìa, quá trời kìa. Nó bỏ vô áo nó tầm. Thứ gì chịu nổi không. Không ai ngồi trước một cái lóc nha, mà chạy sao cũng nhóc chân. Ủa con cái lóc nó bự rồi. Chú Năm về thôn thì ổng tốt người đó. Đó đó đó. Trên Lý Dũng là như 2-3 con á.
mương này vài bữa nè, cổ sủ rồi đâu mua voi đồ rồi gãi rồi này nọ để mình xử lý luôn, nào ốc cua rồi thằng xanh đồ này nọ đó xử lý ao. Con còn trên cái dũng này hùng không thấy thì khó thấy đó, tốt cái dũng trên đây luôn nè, sát bờ luôn, thẳng tới luôn đó, nằm phơi thay đó rồi lắm không. Thằng nghì quá mà chẳng phải cái đó mày, cái nó nhỏ vậy rồi ơi. Con còn cái dũng trước đó, trước mặt mẹ cái dũng nó có con nữa bên phải kìa, cái dũng nước nhiều nhiều á bên phải, bên tay phải mẹ, tay phải mà mò tay trái không à, đó đúng rồi cái dũng đó đó, dũng nó có con hai con á rồi. Lũng rồi, rồi rồi xong. Nãy vậy nó gom chăng cái bọng đó đó, phủ sủ dân trường bắt không biết bao nhiêu mà nói. Ồ. Còn mấy con nữa là hết rồi, hết là nó gom lại cái chăng nó lỗ bòi à. Nó gom là nước nó cạn, nó gom lại chỗ đó không à, dễ bắt rồi. Nãy giờ quay sơ sơ cả nhà xem được như đây nè, như đây chắc cũng 250 kg rồi, con dán đi hơi căng vậy ta, khó liền sọ chứ, để mình dòn lại để sợ nước nó đục cá nó mấy màng đó. Đó loại ngư vậy. Cá lóc nuôi cái giá này với cái giá cá lóc hiện tại giờ thì giá được 4 mấy, tầm 43, 44, 45, 46 á, cái giá cá lóc được vậy là ngon lắm rồi. Hồi năm trước thì giá có 32, 33, hôm nay giá được cao cũng đỡ. Con ghe chú Hai thấy ngoài nó nhỏ mà lên đây thấy bự ra hồn không, ghe thường ngày chở thức ăn á. Đi vô á, chừng nó nhảy sao mà thì anh còn hả. Còn nó yếu à. Con cá lóc bự này dài đầu ngon quá trời luôn á, cá lóc nó nướng ăn mới đã. Wow. Còn con hả? Trong đây con nhỏ hả, nước thôi con nhỏ thôi, nhỏ nhỏ thôi. Trộn cái sọt cá lóc này cũng bự bự luôn nè. Nó không gần con. Mấy cá lóc nó cầm câu dính dầu nhìn đọt cầm câu nó yếu đã lắm trời. Mấy cá lóc bự bự gì nè. Cũng gần xong rồi, còn lại ít nữa. Cái giọt quen thổi đó. Hết nổi rồi, quá hết đầu đắt rồi. Cứu cứu. Nằm bấy sấy luôn rồi.
xe sẵn rồi. Ủa vậy con cá lóc bự nè. Ồ nó gọi là cái máy nè. Vô cái vạch của anh Cường đi, xin đổ lặn như vậy đi. Ba con gom này quá trời quá này. Ồ, ở đây nè. Vô cái sọt lừa chứ. Mày một con. Hai con nữa nè. Hai con. Lõm lên chứ. Ba con. Vô. Rồi. Văng mặt mày thờ lứa chứ. Nè đổ vô cái luôn chứ. Trời ơi, cái chuối, cái chân ngự ra. Bắt cành cái đâu vô vào cái này. Dễ ăn ghê không bạn? Đó, con này nó cũng giòn giòn. Đứng chỗ quá à. Con này bự dữ vậy. Cầm tay không dám luôn quá trời. Chúng cầm tay không dám luôn. Tôi gom được cái dũng này quá trời quá đất coi. Cái giò gà gà này nó phóng lên. Kìa con đó nó kìa. Nó nằm giò thờ nè. Nằm nó chờ đợi mình tới nè. Rồi rồi rồi. Rồi cái này mà có người nào bắt thôi lên bắt thôi chứ bằng bạn ăn mấy ngày luôn. Còn con đuốc đằng kia nữa kìa. Ôi, ôi, ôi.
vô bắn bọn rồi. Lẫm lên chưa? Đó. Trời, thằng Hùng cái vé nó bắt nó để vô cái áo đó. Mèo bậy. Còn con đâu như đó kìa chờ Hùng. Lú đầu rồi ba con rồi chưa? Miễn gì vậy? Gai. Mấy gai dưới đây vậy? Ba con nằm lú đầu nè. Trời ơi, đứng đây đang ngon hai con nữa. Chuối đây ngư dân. Đó, 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 đó. Mày, mày chú chạy đâu hết à? Sao được? Khi nào ông thường cá. Gắn hết rồi, đang câu này lú đầu lên nè. Lụm luôn không? À, lú đầu lên đá kìa. Đồ quần thôi bạn. Đá cá mà đồ quần thôi bạn. Kìa ông công. Ồ, quá trời cái lóc nó bự. Anh nước rồi. Cái chuồng ống đó. Đó. Đây con là hai con này chưa? Chuồng ống lắp luôn á. Hai con đó chừng. Đó đồ vô nè, đó, đó, đó. Quá trời vô gốc. Trời ơi nó quậy. Chưa chơi để đổ cái này hả? Hả? Kệ con kia sao kìa. Rồi. Có con còn góc đầu nắng luôn á chú Năm. Ủa sao ông này không có vậy? Ừ, hai con ba con vậy. Con lần kia ngóc đầu chờ đợi chú Năm vô thùng tới kìa. Đó.
Mày bắt luôn đi hồn, còn mấy con hết rồi, đi lên tắm gì. Còn vài con nữa xong rồi, kẹt cái bên tay trái mày có con nữa đó. Tay trái mày kìa. Tay trái mày nhìn tay phải không à? Đó sau lưng mày đó. Đó 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 đó. Ôi ô, giờ nó chạy, bây giờ nó chạy sình văng mặt mày đầu cổ tùm lum. Đúng vậy mới đúng cảnh đất mương chứ. Đây con này nè, chân vào đáy nè. Hồi, hồi nãy còn nước nó không bùng hôn bây giờ nó tát hết nước rồi sình không à. Rồi nó chui vô vào đáy nhóc trơn trời. Đi. Nó chùi gì vỏ lãi á. Ồ nó rãi cái hết thấy đường luôn. Bò lên luôn nè. Nó đẩy cái mặt mày gì đâu không ngon được đi luôn. Cho chứ không lọc kìa. Nhưng cá này dạng rất lội dạt ra như xô tới không chuyện luôn chứ. Còn mấy con nữa sao rồi, còn bán mấy 20 con cái gì. Đây có mèo, nó vô đây nè, nó sọt nó vô để nhận sao. Nước dạ nhìn hùng cái chép không ra luôn á. Hướng gì chịu nổi không, ướt con thảo luôn. Bà có hút kén này. Nó dịnh đó, hồi ướt nhẹp chân. Dở ra xịt luôn nhỏ. Bà ba kia mày dở ra kìa, nó xịt luôn nhỏ cho mày kìa. Chú Năm đi đông nói ông đi ăn cái chừng mắt cái quần đó. Giống như vợ nào á. Vậy là xong rồi, cũng còn sót lại ít nữa. Chúng có dạy con à, thì dạy con này chiều hay mai đó là tự động nó lú đầu lên nè à. Nó nói với mình bắt dễ hết nữa mà cũng còn sót dạy con lần bằng chiều bắt đầu lú đầu lên là coi canh me đó bắt. Bữa nay mấy anh em gì đâu ai cũng đú đú chân bắt quá trời cá, mà được cái bắt đã tài giống vậy chân cá lóng nhiều, mà con nào nó bệnh bệnh không mà mình cầm một tay á, mình ta trái á, mình cầm nhiều con bự quá mình cầm không giáp, nó sảy nó quậy cái sảy à, cầm không giáp được. Cá nó bự quá trời bự, có con ký rưỡi luôn á. Còn dùng bình solo khoảng 800 gram tới 1 ký, 1 ký 2 thằng đó đó. Cá thì nó rất lội, khoảng 300 gram ít xịu à. Tính ra lần này thì củ chủ nuôi cá lóc nó bự nhiều đều hơn là năm rồi nhiều lắm. Năm rồi tính ra dạng gần cả 100 ký, cá lóc khoảng dưới 400 gram á. Gần cả 100 ký cá lóc á. Hôm trước thì kéo lưới đó thì cũng đâu khoảng mười mấy 20 ký, còn bây giờ cũng khoảng mười mấy 20 ký à. Cá dạt á. Giờ mấy anh em thu dọn chiến trường rồi lên xong rồi. Còn dưới đây là thành quả nè. Cá này là mai á, sáng sớm á, giao cho xe đông lạnh khoảng 300 ký. Ủa lội ngự chân chứ sạch chân. Ồ con này nó bự rồi nè. Lóc lên rồi. Mấy cá này để dành nó nướng chui ăn, nhất là nấu cháo rồi ui. Thứ gì chịu nổi, nằm liên sọ cho nó gom góc đằng đẳng nhiều. Có hai con đây bự nè, chà bá bình. Trời giờ kéo cái vỏ lãi ra. Ê, 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 đi ra sao mà trơn à. Cái này xíu nữa. Kéo vào đâu? Đây hả? Cái chừng vỏ lọc à.
Đấy, sao nặng vậy? Sao nặng cái đuôi dữ vậy? Không đi hết sạch. Đèn mới có vẹt. Đèn con luôn mở ra dưới dưới cho ăn luôn, dưới cho ăn luôn. Để nó sao chỗ đang dòm tới dưới cho nó mở ra nó. Đó, dưới đó. Đó, chỗ này đó con. Đó, chỗ này đó. À, đó đó. Dưới mỏi vô con. Mấy con này bắt đi. Người phụ nữ quyền lực nãy giờ không ngồi coi con cháu làm ăn thế nào ha. Nãy giờ bắt cá đã tay luôn ngoại ơi. Đây mới cái lóc bự rồi. Ngoại phải để riêng nè. Đó. Đây nè. Đó, đây nè, đó, con cái con này thì nó ngủm. Một phần nó bị sình, nó đóng mang, một phần nó vô trong cái máy bơm á, có một hai con. Ủa, lóc nội mẹ ơi, con nào nó bự bự bành bành không dạ à, ví dụ là em gại mưa quá không ơi. Ủa, lóc bằng con nè, con này không khoảng ký tư ký gửi xiền luôn á, chà bá lửa không à, hàng không mẫu mực của Mỹ. Giờ mấy anh em cũng gom lên đồ lên mấy cái ống nước này nọ, công việc bữa nay bắt cá tán mượn bắt cá gì là xong luôn ơi. Mà sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Bữa nay công nhận bắt cá đã tay thiệt chứ. Quá trời cá lóc. Lóc cành cành không mà cũng hên là nãy giờ mấy anh em mình bắt cá rồi, nó không có mưa. Trời chuyển mưa đang kịnh nè mà hên sao không mưa. Cũng đỡ. À, chắc cái hầm này cũng còn sót vài con các bạn. À, chiều hôm mai gì nắng nắng là ổng nó lú đầu lên nè. À. Với lại em cũ vài bữa nó không xử lý ao mà tắt hết, cạn hết không xử lý mà. Gãy vôi rồi. Thôi chào cả nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha. Bữa nay tắt mượn cá dù quá mọi người, như lại quá trời cá. Nhìn cá lóc nào nó cành cành không thấy ham thiệt. À, chào cả nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha.